chú mình gặp anh hai, anh bển là đang lặt mai kìa. Bữa nay mấy rồi mà anh hai lặt mai bắp nhiều quá nè cô chú ơi, đẹp quá ha. Mấy cây mai này anh trồng thật lâu lâu rồi anh. Cá linh quá bự nha cô chú. Chú này hay quá ta, văn dính là cá linh đó, chú bỏ vô đó. Rồi trước hình như thấy dính cá nữa nè. Chào cô chú anh chị, đây là chiếc ghe cào đó, đang dở cào lên đó cô chú ơi. Ở sau là có cô gái đang dở cào, nữ giỏi quá ha. Sông lớn nha cô chú, mình ở xa quá mình có thể mình không nhìn, không biết có cá nhiều không nè. Đường lên Châu Đốc và chú Sáu Cà Ma sẽ quay tiếp theo. Đầu tiên chúc cô chú anh chị và các cháu vui xuân Giáp Thìn 2024 luôn vui vẻ hạnh phúc, thành đạt trong cuộc sống, con cháu hiếu thảo. Chú Sáu Cà Ma sẽ đi quay tiếp theo nè cô chú. Mình thấy ở đây có cháu nó đang mùa hai ổn vậy. Chào cô. Cô làm ổn vậy đó hả cô? Này mình bán mày mỗi ngày không con? Dạ cũng được hả con. Thường ngày vào buổi nào mình bán hơi đắt hả con? Ngày nào á mình bán đắt hơn ha? Thứ bảy chủ nhật hay gì con? Rồi chúc sức khỏe con, mua mai bán đắt tiếp theo hả con. Cô làm mày ngon quá nè cô chú ơi, mình mua ngổ nha. Nè tiền con. Rồi cảm ơn con nha.
chúc sức khỏe cô á. Dạ mua đồ hả chú hai? Dạ chú. Ở đây cũng có bán mì nữa nè cô chú ơi. Rồi có cháo này đang để cháo đi chợ luôn. Ở đây chợ Gạch Gọc mình cũng đang chuẩn bị bán bánh kẹo nè cô chú. Chuẩn bị cho Tết Giáp Thìn 2024. Chào cô, hôm nay mình chuẩn bị bán hàng Tết nhiều quá hả cô? Đẹp quá hả cô? Năm nay chắc xuân Giáp Thìn 2024 chắc bà con cũng vui vẻ nha. Nhất là cô này ở tiệm nè, để mình coi tiệm cô, tiệm gì nha cô. Vâng. Đây. Đây là tiệm tiệm Minh nha cô chú. Địa chỉ là ấp Bình An, An Hòa, Châu Thành, điện thoại có đây luôn. Đây. Quá đẹp luôn bánh kẹo nè cô chú ơi. Tuy gần chợ và chợ nhỏ mình mà cũng bán bánh kẹo rất nhiều nha. Mừng xuân Giáp Thìn luôn. Có cô này đang mua bánh cam ngon quá nè cô chú ơi. Bánh cam ngon quá luôn nè. Cô này có bán chè nữa nè, ngon quá ha. Nước dừa quá nhiều luôn kìa, ăn là béo lắm đó nghe cô chú. Bánh đánh trận luôn. Rồi có bánh bò, bánh chuối, rồi xôi. Rồi đặc biệt có bánh bèo luôn nè cô chú ơi. Quá ngon luôn ha. Cô này mua xôi hả cô? Rồi chúc sức khỏe cô nghe, chúc sức khỏe cho cô bán thật nhiều nghe cô. Rồi có dì hai này cũng đang bán bánh ngon quá luôn nè. Có chuối nấu nữa nè. Đây cốm dẹp nè. Dừa hả dì ở trên đó con. Dạ ngon quá hả con. Ở này. Dạ cốm dẹp miền Nam hả con. Cô nói nè cốm dẹp miền Nam nghe cô. Cô tuy gần cũng hơi lớn tuổi mà cô rất vui nha. Rồi chút tới chưa gần đây chưa. Cô có bán chuối luôn nè, ngon quá ha. Chuối này chuối sáp hả cô? Dạ ngon quá ha cô. Rồi bên đây bánh ú hả cô? Này chè hả gì cô? Chè cháo đậu đen. Cô có bán chuối nữa kìa. Thôi để rồi. Dạ bên đây nữa hả? Bên đây bánh tằm hả cô? Ngon quá ha cô. Mỗi bọc khoảng nhiêu tiền vậy cô? Dạ bình dân quá ha, bọc này là ăn no luôn nha cô chú. Nè tép quá ngon luôn cô chú ơi, vàng tươi luôn nè. Quá ngon rồi, đặc biệt là có nước cốt dừa kìa. Ăn bỏ vô bánh tằm là ăn quá ngon luôn. Nè thịt cô làm cũng ngon quá ha. Thịt dạ. Xào. Dạ. Rồi chúc sức khỏe cho hai cô nha, cô cấm dẹp và cô bên đây bán bánh tằm ha. Năm nay mừng xuân mới cho vui vẻ cả gia đình hả cô. Rồi, sức khỏe hai cô giờ giàu hơn năm ngoái luôn, tiếp tục. Dạ, chào hai cô á. Để anh qua đây quay bánh. Mình thấy bánh này ngon quá nè, mà sao bán hồi sáng giờ cũng đắt hả cô? Còn có mấy cái hả? Được quá ha. Dạ, bình dân quá ha. Giấy năm nay cho bà con mình làm được việc trúng mùa đi, đặng ăn Tết cho nó được vui vẻ một chút. Rồi chúc cô vui vẻ cô. Vài bữa nữa vui xuân vui vẻ luôn. Và con cháu về tụ họp đông đủ luôn. Rồi cảm ơn con ha. Rồi quá vui là quá vui luôn. Cô trong đây bán bánh bánh đà nữa kìa. Chào cô. Bánh đà ngon quá. Cô hello luôn kìa cô chú ơi. Đi gần chợ Gạch Gọc mình nho nhỏ nha. Bà con rất vui và thân thiện luôn. Mình mừng quá luôn đó nghe, mình quay video mà gặp bà con vui mình mừng lắm luôn. Rồi đây qua bên chú bán gỗ này coi, chú bán gỗ này thấy cũng vui nghe. Chú nghe điện thoại để anh quay đây trước đi.
Chào chú, hôm nay mình bán gỗ với ghế nhắc nồi ấy không phải ghế để nồi hết hả chú? Dạ tốt quá ha, nhiều quá ha. Như cái này có mấy cái ghế nhỏ này, nhỏ đẹp quá hả chú? Dạ như cái này cái khoảng nhiều tiền chú? Dạ 7.000 cái ghế nhỏ thôi. Dạ đẹp quá ha. Chú này cũng vui vẻ nghe, chú bán là đũa Tết mình mua vài chục đũa mới về bà con ơi, với mấy cái ghế nhắc nồi mới luôn nè, về cho ăn Tết năm nay vui vẻ đón con cháu về tụ họp những ngày xuân vui luôn nha, đồ mới không nha. Rồi chúc sức khỏe chú nha. Dạ rồi đây tiếp theo cô chú ơi, có cháu này bán bánh cũng em quá nè, ngon quá luôn nha. Rồi chúc sức khỏe. Đây có quà luôn rồi cô chú. À có chú hai này bán ép dẻo. Chào chú hai, chú ép dẻo giấy tờ hết cả chú. Dạ gần Tết mình bán được không chú? Chắc cũng đã hả chú? Chú năm nay nhiêu tuổi chú? Năm nay tôi 55 rồi. À, cũng lớn lớn mà giỏi quá ta. À, sản phẩm này mình lấy hả chú? Bắc. Dạ lấy ngoài Bắc là hả? Xa vậy? Xa vậy hả chú? Tại quê quán chú ngoại hả? À cũng tiện ha. Rồi chúc cho chú năm nay bán thật nhiều, keo dính chuột với là ép giấy tờ nhiều chút nha chú. Rồi cảm ơn chú nha. Chào. Rồi chú cũng chào kìa. À ở đây nè. Rồi bên đây mình thấy có dì hai đang bán bánh cam ngon quá nè. Chào dì hai. Bánh cam dì chiên nhà gì dì hai? Dạ năm nay được nhiêu tuổi rồi vậy? 78 mà giỏi quá chị hả hai? 78 mà chị hai cũng khỏe kìa, cũng đang mua bán và làm bánh cam nè. Bánh cam làm cũng như mỗi cái thì nó cũng không có to hơn mà thấy cũng rất ngon. Hai cái nhiêu tiền vậy bà? 4 cái 10.000 hả? Dạ rẻ quá ha. 4 cái có 10.000. Rồi chúc cho dì hai luôn vui khỏe hạnh phúc và mai mốt làm bánh cam bán tiếp và chia sẻ cho bà con ăn ngon miệng ha. Dạ chào. Bông chuẩn bị Tết cũng quá đẹp nè cô chú, bà con mua thường về chân cũng được. Rồi quá đẹp luôn. Rồi mình đi tiếp theo. Đây có thấy cô này đang bán bánh quá ngon luôn mình có chú ơi. Đây đặc biệt có bánh tằm luôn. Rồi, bánh này kêu bánh gì cô? Bánh gói phải mì. Dạ lạ quá ha, hổm rồi mình cũng mới thấy đó nha. Ngon quá nghe cô chú, bánh gói khoai mì. Rồi bên đây chè ha, chè hả cô? Chè nè. Dạ rồi cô có để nước dừa riêng nè. Cũng được quá ha. Ngon nghe cô chú. Chợ này là chợ Gạch Gọc phải không cô? Dạ dạ rồi cũng ngon quá nghe, mai mốt có đi chợ Gạch Gọc rồi ghé đây một lần để ủng hộ bánh với chè đồ cho cô á. Rồi chúc sức khỏe cô á, năm nay gia đình mình vui vẻ ăn Tết cho vui nghe cô. Dạ dạ rồi cảm ơn cô. Rồi mình đi tiếp theo cô chú ơi. Chào cô. Cô có bán nem luôn nè, nem rất ngon luôn, để mình tải thương hiệu gì coi. Thương hiệu Toàn Phương. Cái này nem Lê Dung nghe cô chú, rất ngon luôn. Rồi cảm ơn cô ha. Quá hay luôn. Có gì hay bán. Ở 59. Bán bánh tét nè, vậy là mẫu quá ngon ha. Kìa có thịt heo ngon quá ha. Ôi nhân thịt mỡ ngon quá trời luôn ta. À. Mình làm mỗi ngày được nhiều không cô? Mà vài chục đòn hả? Dạ, rồi mình bán lại ra với mình ra đây cho vui luôn. Dạ. Với gói rằng mình có lao động rồi cũng được. Rồi chúc cô sức khỏe dồi dào, năm nay gia đình mình con cháu về tụ họp đông đủ vui xuân nha cô. Dạ, cảm ơn nha chú. Dạ, rồi cảm ơn cô. Đặc biệt mình thấy ở đây
Ở đây có cá chả ngon quá cô chú, nhất là hành với ếch nha. Quá ngon. Đó quên rồi. Quá ngon luôn. Này mình bán gạo hả cô? À, củ cải nè, củ cải làm dưa chua chuẩn bị ăn Tết cũng êm lắm nè cô chú, với rau muống nè. Hành luôn. Có cháo bên đây bán cá linh bự bự không nè. Linh bự tư xanh ngon quá nè nha cô chú. À, nhiều ký gì cháo? Này khoảng 50 hả? À, cắt đầu sẵn rồi có 50 rẻ quá ha cô chú. Rồi con đây bán bắp luôn. Sao? Bán mà bán sáng giờ cũng được hả cô? Dạ. Còn ít trái hả? Dạ. Dạ được quá ha. À, thường ngày mình bán khoảng nhiều trái vậy cô? 100 mấy à? Dạ cũng được. Bây giờ còn có ít trái một chút nữa về rồi. Rồi trả lời chút rồi trả tiền nha. Rồi chúc sức khỏe cô nha. Rồi chúc sức khỏe cô, vui vẻ hạnh phúc ha cô. Rồi chào cô, máy bay. Đây tiếp theo. Chào cô. Trứng vịt của cô hồng hồng đẹp quá hả cô? Vịt này ngon, khoảng giờ nhiều chục gì cô? 55. Dạ, bình dân hả cô? Mua chục là về gia đình, thí dụ mấy đứa cháu nhỏ là thích ăn hồng vịt lắm đó hả cô? Dạ. Dạ, nó biết sao, không có xương. Nó không có xương mà nó cũng bình dân rẻ tiền đó. Ví dụ cháu ăn nhiều nhiều đi, cho 2 trứng đi, cũng có 5.000 à, quá bình dân. Dạ. Còn cái này trứng ổng hả cô? Rồi này mình bán trứng khoảng nhiêu cô? 30.000. Dạ, thường thường bà con mua để làm công việc gì hả cô? Nó làm thuốc, kiếm dạ. Người có bầu nó mua để dạ. Con gái cho cô. Dạ, cũng tiện quá ha. Làm thuốc với có bầu để sử dụng ha. Rồi hến cô bắt hay là cô mua bán lại? Bán lại. Con này bự quá, 1 ký nhiêu cô? 1 ký 20.000. Dạ, con nhỏ này chút. Con nhỏ 1 ký 15. Dạ, cũng bình dân ha. Rồi đặc biệt cô có chả luôn nè. Dạ. Chả luôn, cái chả này có chả xay, 60.000 ký. Dạ, 60.000 hả cô? Dạ, cũng bình dân ha. Mua nửa ký nhiều lắm á. Dạ. Rồi chúc sức khỏe cô nha. Năm nay con cháu về tụ họp gia đình mình thật nhiều nha cô. Cho vui nha. Dạ dạ. À, này cũng có bán thịt vịt nè. Gạo ngon quá. Rồi ở đây cũng có đậu gầm nữa nè. Rồi. À, đặc biệt có hến cô luộc sẵn luôn nè. Được quá ha, sẵn cho bà con mua 100-200 gram về nấu canh là ngon hả cô? Dạ. À, cô nè vui vẻ lắm nha. Dạ, dạ, nhiêu? Ờ, rẻ quá, mua 200 gram về nấu nồi canh là ngọt ngay luôn rồi. À, cái này thường thường nấu canh gì ngọt hả? Dạ, dạ, cái nào? Dạ, cái nào cũng ngon hả cô? Chắc có thể nấu canh hẹ chắc ngon lắm hả cô? Dạ. Rồi chúc sức khỏe cô nha, mua mai mắn đắt tiếp theo, rồi năm nay gia đình mình vui vui xuân vui vẻ nha. Dạ. À có cô hai này cũng vui luôn nè, đang lặt dầu nhóc nè cô chú. Cái này bà con mua rồi ha là mình lặt sẵn nè cô. Dạ cho nó tiện ha, tại vì bà con thấy cái gốc bự quá bà con ngại ngại á, mình lặt sẵn là bà con rất liền ha. Rồi chúc sức khỏe cô đi, vui vẻ năm nay vui xuân gia đình hạnh phúc hả cô? Dạ. À bên đây. Dạ. Dạ rồi chúc cô vui khỏe. Này có bán khoai lang ngon quá nè chú ơi. À, dì hai này đang mua ít khoai lang nè. À, dì cũng chuẩn bị mua hả dì? Khoai lang ăn nó bổ với dễ, nó tiện đủ thứ á. Xài ngon quá cô chú. Khoai lang cô bán khoai lang sống luôn nè, về mua ít về mình luộc luôn. Đây có xả còn bự quá luôn. Hai dì đang mua đó. Chào chú hai. Năm nay mình bán cá biển hả hai? Cá này thấy cũng ngon quá ha. Có 50.000 ký à, cũng bình dân hả cô? Dạ. Dạ. Nè, dì hai kìa thấy cũng vui lắm nghe. À, năm nay nhiêu tuổi rồi vậy? 7 mấy rồi. Ôi 7 mấy hả? Vậy mà còn giỏi quá vậy hả? Rồi nè bên đây là ông xã hay gì? Dạ. Đi theo phụ cô hả? Rồi
đi theo phụ cô bán đó hả? Đi ông chở tôi ba. À. Đi bằng xe ông đá hả con? À, năm nay chú có lớn tuổi không? Ồ lớn quá còn khỏe quá ta. Mình nhỏ hơn chú nhiều mà mình còn gì nữa nè. Chú còn chạy xe vậy là rất giỏi rồi. Rồi chúc sức khỏe cho chú thím luôn. Năm nay là vui xuân với con cháu vui vẻ ha. Rồi sống thêm lớn tuổi nữa đặng chia sẻ với con cháu mình luôn. Rồi cảm ơn chú thím nha. Rồi chào chú thím. À bên đây cô bán bánh quá ngon luôn nè cô chú ơi. Bánh tét nè. Tét nhiều quá nè. Cô bột đoàn 4 cái hả cô? Bột đoàn. Dạ, 1 cái 20 ngàn hả? Dạ. Rồi chúc sức khỏe cho cô bán đắt đây ha. Dạ. À bên đây có nè qua của chú này rất đẹp nha cô chú. Chú trang trí sẵn rồi nè, quá đẹp luôn, mỗi chùm đẹp lắm nè, vàng thật hở luôn nè. Rồi màu đỏ cũng sáng luôn. À chú cầm kìa quá đẹp hoa nha. Quá đẹp luôn. À, thường thường mình bán mỗi bó này là bao nhiêu, mỗi bọc là nhiêu tiền chú? Bọc nè, nhiều tiền ha? 100 ngàn hả? Đều 100 ngàn hết đó ha? À có nhiều loại nha cô chú. Có loại 100, có loại 50. Nè khi mình sử dụng lâu dài thì mình mua qua này mình khỏi có chăm sóc. À, còn qua mà chăm sóc thì phải xiên mới chăm sóc được. Còn qua này lâu lâu mình xài xong tết có thể mình lấy bọc mình chùm lại hết chú, cho nó đừng có bụi ha. Ồ coi kìa đang làm kìa quá đẹp luôn rồi chú ơi. Mình này chú ở đâu chú đi bán đây vậy chú? Long Xuyên hả? À, mình chạy chợ này chợ kia ha. Rồi chúc sức khỏe chú nha, gần tết cho chú bán thật nhiều đi. Đi một xe hàng về hết trơn, không còn bó nào luôn nữa nha. À, rồi với vui xuân với con cháu vui vẻ ha cháu. Rồi chào chú. Rồi mình sẽ đi chép xe vô chợ cá cho chú. Chưa hết chợ mình mà chưa hết chợ mình để thôi bà con nói không có quay tôi à. Đây có cá rất ngon còn chú có chê tầm càng rất ngon nè cô chú. Đây là chợ gạch gọc mình nha. Đây có cá bà xà với cá chè với cá chè cá the luôn nè cô chú. Cá ngon quá, cá lóc hũ quay bự luôn nè. À, có mấy con cá chê cũng ngon luôn nè, quá ngon luôn. Rồi chúc cho cô sức khỏe dồi dào, mua bán đắt hay không? Dạo vậy ha, cá gì làm sẵn cho bà con tiện quá, ngon quá ha vậy hai. Này cá kết, này cá chốt hả? Cá chốt luôn mà chú. À đặc biệt có mấy con cá lâu kiến bự quá luôn nè. Chọn quay ú quay luôn nè. Cá lâu kiến này bán được nhiều ký gì à, bình dân quá ha. À, mấy anh em mà mua 2 kg về dùng 4 tự thoải mái luôn rồi nè. Thường thường bà con làm gì ngon ha? Ví dụ hấp xả hả? Thơm ha. Bên đó mình thấy có mấy chú ếch cũng to quá nè cô chú. Rồi chúc sức khỏe cô ha. Năm nay vui xuân với con cháu vui vẻ nha. Rồi chào cô. À, có mấy tôm càng nhỏ nè quá ngon nha, tôm lóng nè. Rồi có cá chích vinh, đặc biệt là mình thấy có mấy cá tầm này nè phải mình gặp mình mua về kho quéo nha, rất ngon luôn. À cô này vui vẻ quá nghe tuy rằng à vậy hả vậy à, cứ nói đây đi rồi nữa mai mốt ngoại quốc có xem rồi bắt đầu biết cái nhiều khi bình luận vô đây là mai mốt cái mình lại à mình lại. Đây nè mà mấy anh ngoại quốc có thấy
Việt Nam mà giỏi gì đi cho tôi đi ngoại quốc có chồng thì tôi chịu. À ok à, quá. Có chồng là tôi có chuyện, mà đi ngoại quốc bằng là tôi không có chuyện. Đó. Tại rồi. Vì cũng có chồng mà. À, đặng có gì chồng lo cho mình ha. À mình cũng là chủ nấu cơm được. Thì thôi. Mình nội vô chợ mình bà bảo quản cái nhà bếp rồi. À. Quá tốt rồi. Đó. Có chồng mới được chứ còn nói đi bằng là không có chuyện. Nè cô chú anh chị có xem video này nè, thấy cô này nè giỏi không? Sáng ra chợ mua bán nè. Mà nếu mà về nhà làm nội chợ là làm những món ăn cá và tôm. Rồi các khoản là rất ngon luôn đó nghe. Dạ, ví dụ tôi làm dở tôi ăn mình ăn tôi luôn. À dạ, cái này là dở rồi. Tôi biết ăn không đó nhưng mà cho thật là dở tôi ăn. tưởng đi đâu làm dở ăn mình ăn nghe, dạ. Vậy lại lắm đó. À, mình làm dở mình ăn nè, còn mình làm dở ngon thì người ta ăn muốn hết sao? Mà làm cái món nào đặc biệt á mới làm dở nghe. Cá này kia là mình kho ngon nhưng mà cái món thịt là ngon là mình phải làm dở. À đúng rồi, như là tôm. Ai muốn ăn mình ơi, nó mẹ đi. Kêu bằng tôm hoàng đế vậy đó, món đó làm dở. Rồi chúc sức khỏe cô nha, mai mốt là có xem video này á thì mai mốt có thấy cô vậy đó thì nếu bình luận gì thì bình luận vào kênh Chú Sóc Cà Ma nha, để mình có đi đây mình gặp cô mình chia sẻ tiếp theo. Rồi cảm ơn cô nha. Dạ rồi nó cô cũng có nói đó, anh nào ngỏ ý thì tới bình luận vô YouTube này, rồi YouTube này sẽ chuyển lại dùm cho. À chứ điện thoại không có dữ lắm rồi, muốn gặp ngoại quốc lắm rồi. Kìa cô mới lại cũng vui nữa kìa, để Việt Nam không chịu chơi thôi. À, vậy thì tiếp đi, bỏ rồi. Có ngự sao đổ nhiều thì tốt. Bỏ rồi, tôi kiếm thằng cũng ra nè, mà nó có mà nó còn kiếm nữa rồi, thấy chưa? Làm ơi làm ai cho bà hùng đó. Nói chung là chợ gạch gọc mình các cô vui vẻ cho lắm nghe, nếu mà về làm nội chợ đó là bắt đầu vui vẻ nhiều hơn nữa đó, là gia đình ít có bị cự cãi lắm nghe, tại hợp nhau đó, vui lắm luôn. Chị bán cá này là nấu cơm là một chín nhão thép á. Quá. Sống chín nhão thép ba thứ. Nó bà ăn đó. Bà thứ là bà còn không có về đó. Rồi cô mình đây cũng bán hến, lúc này sao hến mình con to không hết cơ? Dạ lựa hết cơ. Dạ. Có bán hai trái đu đủ rồi cá lóc cô nè. À, hồi sáng giờ mình bán chắc được nhiều hả cô? Dạ, dạ. Tại vì mình lấy ít đó ha. Dạ, chúc sức khỏe cô nha. Năm nay vui xuân với con cháu vui vẻ hả cô? Dạ. Chồng đâu có con có cháu. À. Đó. Cô này vui dữ lắm nghe cô chú. Mai mốt ở nước ngoài mà có gì á nói chuyện gì đó thì bình luận vào cái điện thoại mình. Cả 75 cũng được mà giả chết nè. Còn có một đứa con mà buổi nhiều là tôi có tiền. À, vui đó nghe. Kìa con và anh cũng vui nữa đó nghe. Bẹo lá rồi đó. Bẹo gì? Ai muốn chồng chứ bẹo gì? Cái này được chứ lắm. Có tiền rồi. Có tiền là chịu. Cái này rớm dữ lắm. Qua tháng 7 rồi mà cũng còn. Vui vẻ mới đẻ ra tiền mà. Dạ. Đây mình thấy cô này cũng đang bán bún nè, rất ngon nha cô chú. Cô bán mới đây muốn hết rồi kìa. Nói chung chợ gạch gặp mình bà con cũng ăn uống cũng thoải mái nha, cũng vui vẻ luôn. Rồi cảm ơn cô, chúc cô bán thật nhiều nha cô. Dạ. Đây mình đi tiếp theo. Chào cô. cô có bán bông điên điển quá ngon luôn nè cô chú ơi, đặc biệt của đồng bằng sông nước nè nha cô chú. Dưa leo rồi đu đủ, nói chung cô bán cũng tương đối là nho nhỏ mà cô quan trọng là cô rất vui đó nha. Nè có cà rất to luôn nè, cà này vừa ăn quá ha. Cô thường ngày bán đây hả cô? Dạ vậy cũng được ha, bà con có xem video này biết rồi mai mốt lại ủng hộ cho cô. Rồi chúc sức khỏe cô nha, năm nay vui với con cháu vui vẻ nha. Dạ. Yeah.
có chị hai này đang là làm tép sẵn cho bà con nè, nữa về cái mình mua, mình về mình khỏi làm nhanh lắm. Gan nấu canh gì đó cũng được ha. Tép mình cắt sẵn khoảng nhiều tiền gì cô? Còn có chưa cắt cô? Dạ đúng, như mình giúp bà con, mình cắt sẵn cho bà con, cơ bản mình tính, mình tính nó trừ cái nhẹ thôi hả cô, cũng đâu có lên tiền đâu, giống như mình cắt mình bỏ đầu á là nó cũng vậy, mà sức công chút, sức công bà con mua nhiều để làm quá lâu luôn mà cô chú, nên bây giờ bà con mình với mấy chị em ở nhà bây giờ cũng khỏe quá, mấy người buôn bán là rất cực luôn, tại vì làm sẵn mấy em chị chịu mua thiệt tình rồi thôi. Nè đây có cá sát cũng ngon quá nè cô chú ơi, cá sát rồi thôi, gắng cố gắng lên hết cô, chúc sức khỏe cô năm nay vui sưng với con cháu vui vẻ nha, rồi chúc cho con cháu cũng làm những công việc gì cũng thành công và sau này con cháu hiếu thảo với cô luôn. Dạ dạ dạ. Này rồi không có quay vô mặt đâu, quay bá đồ thôi, không quay vô mặt. Tôi lên mạng rồi đó, đó mạng tao xuống à. Chị chịu không? Không. Rồi không chịu thì quay cá đi. Thường thường là mình quay dứ không à, chừng nào bà con nào chịu đưa lên. Rồi đây. Để mình tiếp theo nó có chốt. À có cá chê nhỏ nhỏ ngon quá nè, có cô này cắt đầu sẵn luôn nè. Rồi dì hai bên đây đang mua nè. Ngon quá ha. Chào cô chú, mình thấy ở đây có chú thím ở bên đây cũng bán cũng vui quá nè. Vui vẻ lắm nghe. Rồi mình lại mình quay ở đằng trước nãy là cái hai kia không có quay, không có ghi hình được, cô chú cũng thông cảm. Đây bên đây thì cá lóc nè, cá lóc bự chồng quay hết chú. Cái này mình bán khoảng nhiêu tiền ký gì cô? Vậy chú? 45 ngàn. Dạ, bình dân ha. Rồi cá rô chú? Cá rô 60. Dạ, cá chê? Cá chê đó thì 40. Cá chốt rồi cá chê cắt sẵn kìa. Dạ, bình dân quá. Ý sao mình thấy bữa nay lạ, có mấy cá lâu lúc mít nè. Cá lóc no hổm gà mình không thấy nghe cô chú. Dạ nó phì phì lên đẹp quá kìa. Nó khoảng nhiêu cái gì? Dạ dạ dạ. Cái này ăn béo lắm nghe, nhất là phơi khô nghe, phơi khô. Phơi khô là ngon lắm đó. Nhớ hồi xưa mình còn trẻ đó, mình đi chạy lưới đi vô gành hào rồi ở trong Phong Điền đó là chạy một chạy là vô mấy chục ký luôn đó, mấy cái hố bơm. Cá sạc không? Bên đây thấy có cá chê nữa nè cô chú ơi, cá chê trắng nhiều quá luôn rồi, mấy con bự đâu hết chú? Dạ bự mua hết hả? Cá chê trắng này có mương nuôi cũng màu lớn luôn. Dạ, có mương nuôi cũng màu lớn lắm đó. Rồi chúc sức khỏe cho chú thím luôn, có sức khỏe dồi dào và mai mốt bán thật nhiều cá nha. Rồi năm nay vui sưng với con cháu vui vẻ nha. Rồi chúc các cháu phát tài luôn, đặc biệt là sau này con cháu hiếu thảo với chú thím luôn nha. Dạ. Rồi sẹp là ok đó, sưng phải mắc đi tùm là đi này đi kia tốn tiền, mình sẹp cởi đi tốn tiền. Rồi chào chú thím. Có gì hai bán cá chị Vinh ngon quá nè cô chú ơi, cá chớp gì là làm sẵn cá rô luôn, chào gì cá rô gì làm thẳng là tiện quá ha, bà con về mua cái là to luôn à. Gửi đây, ở đây có cá ngát hả cô? Cá ngát. Ôi ở đây cũng có cá ngát nữa nè cô chú, cá ngát này thịt ăn cũng ngon lắm nè, cá lặn luôn. Dạ. Rồi chúc sức khỏe cho cô nha, năm nay vui sưng với con cháu vui vẻ nha cô. Dạ dạ dạ. Chào cô.
có mớ tép cô cắt sẵn luôn nè cô chú ơi, mua về nấu canh luôn là về khỏi cắt. Rồi chào cô á, chúc sức khỏe cô năm nay vui sừng với con cháu vui vẻ nha. Dạ chào cô. Rồi, có gì hai để bán vài dép. Quá đẹp luôn nè cô chú ơi. Chào chị hai. Này có còn ít bát kia bánh. Rồi rồi. À đang nãy lấy tiền. À đây mình thấy có cô này bán lúa. Lúa này 9.500 hả? Lúa này ngon ngọt ha. Lúa. À. Lúa này lúa với gạo lộn xộn mà thấy cũng ngon quá nè. Bên đây gạo lài 20.000 ký. Này tắm lại nha cô chú. Chung là ở đây cô này bán cũng tiện lợi, có chiếc xe, có cái kệ trước nè. Để trưng bày về bà con dễ mua nè. Hả? À bán xe nè, đây nè cô chú, mai mốt có mua nhiều điện vào số điện thoại này cho cô nha. Úc Hạnh bán sỉ và lẻ gạo tấm cám, số điện thoại 2 số luôn nha cô chú. Rồi được quá ha. Rồi chúc sức khỏe cho cô, mai mốt bán thật nhiều sản phẩm nha. Rồi chào cô. Để đi quay cái này giới thiệu cho bà con biết, nhiều khi 1.000 người cũng có người ta mua. Rồi chợ gạch gặp nha cô chú. Rồi như mình rồi như bà con có mua gì đó mình giao được không ha, như điện vào số. Rồi tốt chỗ em quá ha. Rồi cảm ơn cô nha, chúc cô mua may bán đất tiếp theo. Này bán dầu bán bánh kẹo nè bà con đang mua. Dạ chào cô hai, có bán mắm ngon quá cô ơi. Dạ đặc biệt luôn nè nha. Tuy rằng chợ gạch gọc mình nhỏ nhỏ nha, bà con rất vui vẻ và thân thiện luôn. Đây có làm mắm, dừa mắm luôn. Mắm này mắm mắm trộn luôn nè. Mắm ruột ha. Này cá chóp, cá linh hay cá linh không hả cô? Hình như cá linh không á nè. Này dừa mắm, này cá lóc. Rồi, quá ngon. Rồi sao mình có ít lá dứa gì cô? Của nhà hay gì? Dạ. Vậy hả, cũng như mình bán thêm ha. Rồi bán thêm đi cho nó đỡ, chứ ngồi đây cũng là ngồi không bán nữa ổn. Nó thấy chưa, mua lá dứa liền đó mấy ngàn, bó lá dứa có mấy ngàn hả cô? 2.000 hả? Ủa bự quá, có 2.000 rẻ quá kìa cô chú ơi. Lá dứa này thường bà con về mua về làm công chuyện gì nhiều vậy cô? Hả? Nấu cho nó thơm ha, với nó có trị bệnh gì vậy? Cho nó thôi, chỉ gì thôi, tiểu đường hả? À, vậy là mới mốt mình biết mình về mình chỉ bà con tiếp coi. Cái này là lá dứa mua về nấu uống trị tiểu đường luôn đó nha cô chú. Dạ. À, vậy hả? Cũng được quá ha, vậy có nhiều bà con người ta không biết nữa, nhờ mình quay cái này để giới thiệu là bà con có xem biết sử dụng luôn. Dạ, dạ. Thêm xả nữa ha. Xả là chị giống như gió đồ các thứ hả? À nó. Dạ. Rồi chúc sức khỏe cho cô vui vẻ nha. Năm nay vui sưng với con cháu đông đủ nha. Dạ. Cô bán khô ngon quá nè cô chú ơi, khô cá lóc. Khô này ngon quá ha, mới cáo luôn, trong xe luôn nè cô chú. Rồi cô có bán ớt khô nữa. Bên đây cá lóc, đây cũng cá lóc luôn. Rồi ở đây có cá sặc bỏi nữa nè. Sặc bỏi ngon quá ha, tươi mà nhất là có cá sặc sặc nè.
cá sặc trời ơi, xanh xanh mướt luôn rồi, vàng là ngon quá trời luôn rồi cô chú. Cái này về mình chiên ha, này kia mình gì cũng ngon nha. Cái này có mè cô bán nè, này mỗi bọng ký hả cô? Dạ, tôm khô này cũng bự quá ha. Rồi như bọc me nhiêu tiền cô một ký á? Dạ, bình dân ha. Rồi tôm khô này thấy bự chắc hơi cao tiền. Dạ, cái này 600 ngàn một ký nè, 100 gram 60. Cái này sao, cái này trong bọc sẵn gì cô? Cái này có không bọc một ký. À, mình vô sẵn, vô sẵn một ký rồi bà con mua luôn tiện đó ha. Chắc cô ở nhà, chắc cô làm nhiều hả cô? Dạ. Rồi chúc sức khỏe cô năm nay vui sưng vui vẻ nha. Dạ, chào chào cô. Dạ. Rồi bánh cam bên đây khác hả? Bánh cam của người khác. Dạ dạ. À, bà cụ lớn tuổi quá kìa. Bà cụ Vân đi đó hả? Thôi tới đây mình cũng xin tạm dừng video, cuối lời chúc cô chú anh chị và các cháu vui xuân giáp thìn luôn vui vẻ hạnh phúc, nhất là ở chợ Gạch Gập mình nha. Rồi cảm ơn cô chú anh chị đã xem video này, nếu thấy video này có ý nghĩa thì ủng hộ bấm đăng ký để lưu video lại xem tiếp theo, ấn cái chuông cho bà con ở Gạch Gập có niềm vui, kênh có động lực sẽ quay những video có ý nghĩa tiếp theo. Rồi cuối lời cảm ơn cô chú anh chị và các cháu, chào cô chú anh chị và các cháu. Chào chị. À chị chào luôn kìa, quá hay luôn.